Bốc thăm trúng thưởng à? Gì vậy ơi, bốc thăm của mình á, có mà từ sáng đến tối không bốc được món quà nào. Trời ơi, tưởng lấy quà của mình mà dễ à? À đúng rồi, phải ghi mấy cái thăm mới được. Chúc bạn may mắn lần sau. Ai biết được rằng trong số cái thăm này toàn là chúc bạn may mắn lần sau. Xong, bây giờ chỉ việc dán kẹo này với các phần quà này lên trên bảng này nữa là được. Ê, thế là xong cái bảng bốc thăm trúng thưởng của mình rồi. Những phần quà hấp dẫn thế này, ai mà cưỡng lại nổi. Ê, ok đấy. Ai kẹo cao su không? Còn có cả bốc thăm trúng thưởng đây. Xin chào. Chào bạn. Ôi trời, cái này có phải là phần thưởng không đó? Đúng rồi bạn ơi, dưới này này, mua kẹo cao su có bốc thăm trúng thưởng đấy. Mua cái kẹo này, nếu mà trúng thưởng sẽ được như món đồ ở trên này. Đúng rồi, nếu mà bạn may mắn nhá, ở sau mỗi cái kẹo cao su này đều có một phiếu lá thăm. Nếu mà bạn bốc đúng lá thăm nào trong để ghi cái gì, đấy là phần thưởng của bạn. Này này, nếu mà tối được 500 nghìn thì có được không? Lấy luôn. Lấy luôn, bốc vào túi luôn đúng không? Chả thế còn gì. Ôi rồi, ôi, cái này phải phần thưởng không vậy? Đấy, dưới này cũng là phần thưởng này. Wow, đẹp thế. Phòng này, ô tô Jin Jin này. Đây là đồ chơi này. Này, bạn đi học là có cốc uống nước chưa? Ui, có rồi, nhưng mà cái như thế này tôi chưa có nè. Đấy, mua đi bạn ơi. Đấy, còn chần chờ gì nữa. Mua ngay, mua ngay. Này, tất cả chỗ này đều là phần thưởng, đều được ghi ở trong này đúng không? Đúng rồi. Bạn ơi, dễ lắm, dễ lắm. Ở đây có bao nhiêu phần thưởng thế này, còn ở dưới này nữa. Nên là xác suất bạn bốc được cái phần thưởng là rất là cao luôn. Bạn chơi đi. Công nhận, mình thấy quá là nhiều phần thưởng luôn. Toán phần thưởng hấp dẫn như thế này nữa mà. Trời ơi, nhiều như thế này, chả lẽ mình bốc lại không trúng sao? Mình cứ là người may mắn mà. Này bạn ơi, bốc cái này thì giá như nào vậy? Rẻ lắm, 1.000 một cái thôi. 1.000 một cái thôi này, á? Vừa được ăn kẹo này, biết đâu mình trúng thưởng, lại còn được mang quà về nhà nữa. Đây gọi là được ăn này, được nói, còn được gói mang về nữa đó. Nếu mà mình bốc được 500.000, mình chỉ cần mất 1.000 mà đã được 500.000 rồi. Thế này là vừa được ăn kẹo cao su này, xong rồi còn lời 499.000 nữa. Đợi thống một tí. Uầy, mình không phải là đại gia, nhưng mình cũng là tiểu gia mà. Này bạn ơi. Ê, thế nào rồi, quyết định thế nào? Này tớ bảo nhá, bạn không chơi nhanh nhá, tí nữa học sinh đi ra chơi hết ấy, lấy hết phần thưởng luôn. Có tớ chơi mà. Cho tớ bốc 2.000 trước thôi. 2.000 thôi à? Đây. Không được nào, bạn bốc đi, bốc đi. Bạn sang bên này đi, để tớ chọn ở bên này đó. Ý, không biết là may mắn ở cái nào đây, mình sẽ chọn cái này đi. Dạ. Lấy cả cái phiếu này nữa chứ. Được 2.000 rồi. Quả này á, bắt được con gà rồi. Đấy, quan trọng ở cái phiếu này. Xem nào, bạn phải là người may mắn không? Bạn ơi, chúc bạn may mắn lần sau rồi. Ê, này, thế là bạn cũng may mắn đấy. Người ta bảo chúc bạn may mắn lần sau mà. Lần sau là lần này đấy này. Tớ bóc luôn, tớ bóc luôn. Đúng rồi. Lần này chắc là tớ may mắn rồi. Lần này tớ đổi màu xanh lại cây này đi. Nhà xem nào. Ui, tớ cũng hồi hộp thay bạn ấy. Tớ xem trước. Họ lại bảo là lần sau nữa. Thế lần sau ấy, kiểu này bạn phải chơi tiếp đấy. Từ từ, để tớ ăn kẹo lấy sức đã. Được. Này, tí nữa chơi tiếp đi nha. Ok, để tớ ăn nè. Lần này thì xem là cái nào sẽ trúng đấy. Wow, hẳn mấy cái kẹo ở trong một cái này luôn. Trời ơi, còn có hình đẹp lắm nè. Wow, ăn một cái nào. Này, bà chủ ăn không? Thôi, mình bà chủ ăn nhiều rồi. Ăn okay, đi. Ok. Này, cái này hình dáng đẹp cực luôn. Ui, tôi thấy rồi đây. Đấy. Này, 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 dán hộ tôi, dán hộ tôi ngay. Ok, ok. Đây. Cái này là nghề của tớ rồi. Đấy, đẹp chưa? Wow. Ây da, hình siêu cute luôn nha. Này, tớ bảo nhá, nếu mà bạn không may mắn lấy được phần quà này
Thì cũng có hình dáng là còn gì nữa. Ừ, đúng rồi á. Này còn được ăn này. Mà tớ nghĩ á, nhìn cái mặt bạn này, kiểu gì cũng may mắn. Mà may mắn không phải may mắn vừa đâu nhá. May mắn là nhận được những phần quà lớn rồi. 500 nghìn này này. Thật không đấy? 500 nghìn mặt bạn á, là có số đấy. Đấy. Số tớ là số hay đỏ lắm đó. Đúng rồi. Tớ bắt tiếp nhá. Bạn bóc hai cái rồi. Quên à. Để xem đó, xem tài chính rồi đó. 5 nè, 10 nè, 30 nè. Ô, mình còn có 30.000 cơ mà. Lần này tớ chơi 5.000 luôn. Ok. Này, lần này chơi lớn đấy à. Ok, tớ bắt nha. Ơ, đưa tiền tớ xin đã. Đây. Thế là được 7.000 đây. Cái này là kẹo của tớ đấy nha. Ừ. Lần này mình sẽ bóc cái bên dưới này đi. Ừ. Bên dưới bóc cái màu cam đi. Màu cam à? Ê. Ồ, nhìn màu cam hợp với bạn đấy. Ừ. Để tớ xem cái phiếu này, xem nó như thế nào nữa. Hóa à, tớ lại nhìn thấy chú Trúc rồi. Chứ chúc mừng bạn thì sao? Ờ ha. Để tớ chúc mừng bạn nào. Để xem nào. Hóa à. Chúc bạn may mắn là sao? Này này, bạn ơi, lần này nghe tớ á, cái áo của bạn màu xanh, bóc cái màu xanh đi. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Ê, tớ sẽ bóc cái màu xanh nha. Còn 4 lần bóc nữa cơ mà. Ấy. Thế nào? Xem đây. Ơ, lại chúc bạn may mắn là sao? Này, cho tớ xin lại 3.000 đi, tớ không chơi nữa. Không, không, ở cửa hàng tớ không được như thế bạn ạ. Ừ. Ồ, thế thôi để tớ bắt nát đi. Kiểu gì cũng còn nhiều. Ồ, nếu mà không bóc thì tớ cũng tiếc lắm. Còn nhiều quà đẹp thế chả này thế mà. Này, đã chơi tận mấy lần rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc đúng không? Đúng rồi. Bóc 3 cái nữa đúng không? 3 cái nữa. Rồi lấy cái này. Rồi. Cái này. Ừ. Rồi. Màu xanh lá cây cũng đẹp này. Hay màu vàng cái này cũng đẹp này. Cái này đi. Này, bạn là người mua hàng nhưng mà tớ cũng may mà cũng hồi hộp. Sao? Ui, lại chúc bạn may mắn. Thôi không sao, vui lên. Bà bác ở cái này đi. Cái này cũng được này. À, cái này còn không có phiếu á. À, đấy. Những người không may mắn là không có phiếu đâu. Hả? Tớ tưởng là không có phiếu là được chọn quà bất kỳ. Không ngay như thế đâu. Được quà là ghi hết trong phiếu này. Chúc bạn may mắn lần sau. Hả? Này, tớ nghĩ á, bây giờ á, mà có bạn có bao nhiêu tiền, chơi nốt đi. Thôi, không chơi nốt đâu. Này, kẹo của bạn này. Cái này á. Chơi đi. Này, bạn đã bóc tận 7 lần rồi mà lần này không bóc nữa là quá phí luôn. Tí nữa, những người khác đến sau là được lợi từ bạn ấy. Ồ ha. Đây, nhiều lắm đây này. Bạn mà lấy được cái nhẫn này này, về đèo một tháng không đồng mẫu nào luôn. Ồ, nhưng mà thôi, tớ nghĩ là bây giờ cái giờ này là không phải giờ may mắn của tớ đâu. Tớ đi về đã, xong một tí nữa để tớ chọn giờ đẹp, tớ ra tớ bóc tiếp. Ok. Này, tí nữa nhớ ra sớm nhá. Bạn. Đừng có chọn cái lúc mà học sinh tan tầm nha. Này, đủ cho người ta bóc hết nha. Ừ, bạn mà về bạn không đến nữa thì tớ cũng chịu thôi. Tớ có mà, tớ đi ra mà, tớ đi về một tí tớ ra luôn thôi. Nhá, nhớ để cho tớ với nhá. Ok. Tớ thích mấy cái quà này lắm đó. Tớ bye biết bye. Rồi, bye bye nha. Ôi giời ơi, con gà này, mình được 7.000 thôi. Kiểu gì á, tí nữa mình cũng bán được hết chỗ này cho mà xem. Mình đã bảo mà. Ai kẹo cao su không? Ai kẹo cao su không? Bốc thăm trúng thưởng nào. Ui, kẹo cao su bốc thăm trúng thưởng à? Ê, phải vào lấy thưởng thôi. Nhiều phần quà hấp dẫn nào mọi người. Ôi, qua thưởng, qua thưởng. Bạn ơi, qua thưởng lấy thưởng luôn. Không mua thì lấy đâu ra lấy thưởng luôn. Phải mua đấy. Này, mua kẹo này xong nếu mà may mắn thì mới được thưởng chứ không vào lấy thưởng. Ôi, luôn 500.000 lấy luôn đi nào. Phải lấy luôn gì? Phải bốc thăm, phải mua rồi mới được lấy thưởng chứ. Bốc thăm à? Ừ, bốc này, luôn 1.000 một lần bốc thôi. 1.000 một lần á? Cho 5 cái luôn. Thế nào, 5.000 nữa. Một cái là 100.000, hai cái là 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái trúng luôn. Bóc. Nào, để xem cái sự may mắn của bạn đến đâu đã. Kiểu gì cái này chả là của bạn, cứ để đây, lấy trước hay lấy sau cũng okay. Là thế thôi. Ok, lấy phiếu nha. Đấy. Một cái. Bóc luôn trung à? Thưởng, không trung thưởng. Trung thưởng, không trung thưởng.
trúng thưởng đây, trúng thưởng đây. Ui giời ơi, có vẻ là thích màu xanh đấy. Dưới này nữa nè, đấy. Ê, màu đỏ đi. Ba cái này. Ba rồi, còn hai lần bốc nữa. Bốn này. Bốn này. Năm ngày. Ui, ok. Xem nào. Xem nào. Bạn có may mắn không nào? Ui trời ơi, chúc bạn may mắn lần sau. Ui. Lần sau này, lần sau kiểu gì cũng trúng đấy. Thế à? Tớ bảo nha, lúc nãy tớ còn để 1 triệu đấy. Có người bốc được rồi đấy. Thế ôi, thế thì bốc liền thôi. Thế nào? Lại chúc bạn may mắn lần sau tiếp. Ui. Sao lại thế nhỉ? Hai cái rồi. Tớ nhìn bạn là tớ thấy bạn may mắn lắm mà. Ôi, cái này nhỉ? Ôi, cái này cũng thế. Toàn may mắn lần sau thôi. Đây này. Thế là mình chưa may mắn rồi bạn ơi. Ê, còn hai cái à? Này, tớ nghĩ á, kiểu gì á, tớ 500 cũng ở chỗ này này. Thôi để tớ ăn cái kẹo lấy cái đỏ đã. Hơi đen. Đen đâu mà đen. Ôi, trong này có cả hình dán à. Này, tớ bảo nhá, những cái hình dán này này là đám con trai các cậu thích lắm đó. Ê, ăn một cái không? Để tớ dán một cái nhá. Nhiều người mua kẹo cao su chỉ vì hình dán thôi đấy. Thơm nhá. Thế nào? Cũng ngon. Để đây chị bóc. Để đây nhá, không lấy đâu nhá. Rồi, tôi ăn chán rồi. Nào, có cần tôi dán cho không? Không cần. Tự dán để lấy đỏ chứ. Dán cái này vào bàn tay vàng bốc gì chả trúng. Không dính cái này. Hàng dởm sao ấy. Này này, bạn nói cho chính xác nhá. Đấy, cái này không dính thế nào. Tạm tạm được. Rồi, bây giờ tiếp tục bốc nhá. Còn 2 phiếu gì nữa. Thấy cái này là 500.000. 500.000, kiểu gì cũng là 500.000, không thì là 100.000 luôn. Ôi trời ơi, nhìn thấy chú lần chúc sau mừng. Rồi đâu nữa. Thế à? Sao ấy chứ. Sao cái tay này không đỏ ấy nhỉ. 500.000 trước mặt như kia mà không bốc được. Đúng rồi đấy, còn dưới này này, ô tô đây này. Ui trời ơi, 5 phiếu càng chúc bạn may lần sau. Này, kiểu gì á, lần bốc tiếp theo á, bạn cũng trúng cho mà xem. Tôi lấy kẹo đã. Bốc đi. Nhiều quá nhỉ. Mình còn có 20.000. 20.000 thì bốc tiếp đi. Thôi để chiều tôi ra bốc. Lại chiều. Ừ. Này, có mấy người á, hẹn chiều rồi đấy. Không ra sớm á, người ta bốc hết ý. Tí nữa tôi quay lại tôi bốc. Bốc luôn đi, tí nữa. Thế bốc ra sớm nha. Chiều á, mà đến mai cũng rồi, chả bốc được. Thế là được 12.000 rồi. Trời, làm ăn cũng suôn sẻ ghê đấy chứ. Nào, ai mua kẹo cao su bốc thăm trúng thưởng ấy. La la la, la la la, la la la. Tôi ghét, đi đâu đây? Bạn mắt để ở dưới chân à? Bạn chả nhìn đường ý. Tớ đi như thế mà bạn không nhìn thấy à? Bạn có lù lù này mà không thấy. Có kẹo cao su á? Đây tôi cũng có này. Tớ vừa ở bên kia có bốc thăm trúng thưởng đấy. Tớ nhìn cái răng mặt nó buồn cười quá à. Sao răng mặt xanh lè luôn, mà lè lưỡi ra mà xem. Trời ơi. Đây là có kẹo cao su ấy. Bạn sắp thành khổng lồ xanh rồi. Bên kia bốc nhiều phần thưởng lắm nhưng mà tớ chưa bốc được. Bạn có trúng gì không? Bạn trúng gì không? Trúng đi, chúc bạn may mắn lần sau. Tớ cũng thế, trời ơi, chán rồi, chán luôn. Mất được 5 cái liền, 7.000 á. Trời ơi, này. Hồi nay có ai bốc ở đấy không đấy? Tớ chưa, nhiều phần thưởng to quá. 500.000, 100.000. Hay là mình chưa bốc đến chỗ cái trúng thưởng nhỉ? Nãy tớ bảo bạn ấy là tớ về một tí nữa tớ chọn giờ đẹp tớ ra. Tớ cũng thế. Thế à? Bây giờ tớ ăn định bảo tớ đi vòng một tí để lấy may đã, sao tớ về tớ bốc tiếp đó. Em mình ra mình bốc luôn đi, không nghỉ tí nữa học sinh ra người ta bốc hết đấy. Đi đi đi. Ơi, kia kìa, phần thưởng vẫn còn nguyên đấy. Đấy, để tớ bốc trước. Để tớ bốc cho. Ê, hai bạn lại đến đấy à? Lần này còn đi cùng nhau nữa à? Đúng rồi. Tớ đến rồi đây. Này, để tớ bốc trước đi. Bạn bốc trước á? Cho bạn bốc trước luôn. Ok. Này, bạn ơi, tớ bốc trước. Lần này bốc bao nhiêu nghìn đây? 20.000 nha. 20.000 lớn thế thật đấy. 20.000 có được khuyến mại thêm không? Khuyến mại thêm à? 20.000 khuyến mại hạn cho bạn 2 lần bốc nữa. Là 22 lần bốc nha. 22 lượt. Đê. Tớ gì? Một tí. Đang đây, đang đây. Lần này tớ sẽ chọn luôn. Chọn luôn. Cái 1 này. 2 cái này. 3 4
19, 20. Ơ, hai, thêm 2 lượt nữa. 21, 22. Bắt đá. Xem nào, cẩn thận đấy, cái chiếu. Hả? À, chúc bạn may mắn lần sau. Bước tiếp đi, bước tiếp, nhanh lên. Lần nào cũng chúc, lần nào cũng chúc hết á. Phải từ từ chứ, nhiều phần thưởng to như kia cơ mà. Lại chúc rồi. Ôi trời ơi. Chán thế. Chả may gì hết. Ui trời ơi. Sao bạn đen thế? Để cứ bốc cho. Sao lại bốc như thế nào? Ừ, bạn bốc đi. Lần này bạn bốc bao nhiêu tiền nào? Bạn lúc nãy bốc được 20.000 á. Tớ khuyến lại cho 2.000 hai lượt bốc rồi đây. Tớ bốc 30.000 đi. 30.000 á? Ừ. Thế không mà bốc hết của tớ ạ. Ừ, bốc hết còn trúng thưởng chứ. Này, 30.000 cầm đấy. Thôi, bốc vừa thôi, bốc thì 30.000. Không, 30.000. Bốc ra 30.000 nhá. Tớ phải 500.000. Một. Ba mươi ba cái thao bóc kiểu đấy. Gì tớ cũng trúng thưởng rồi. Ôi giời ơi, chắc gì tớ đã bóc hết đâu. Ừ, xem ai trúng nhá. Bao nhiêu cái của tớ toàn chúc bạn may mắn. Chúc này bạn này. May mắn lần sau. À, tớ hẳn một bọc này toàn không có phiếu rồi. Ôi này này. Ôi không có phiếu không được gì đâu. Chúc may mắn lần sau còn đầy đây. Lần sau toàn chúc bạn may mắn lần sau thôi, chả trúng gì. Chả cái nào trúng luôn á. Nay tớ mất thêm 20.000 nữa rồi. Tớ còn 30.000 kia kìa. Này, tớ bảo. Gì? Bạn có thấy lạ cái gì không? Lạ? Lạ như nào? Đó là chúng ta bốc hết cái bảng đấy rồi, nhưng mà không một cái nào trúng hết. Đúng rồi, nhưng mà tớ thấy vẫn còn mấy cái mà. Em mình ra mình xem thử đi. Ồ, để tớ xem nào. Ừ. Ôi, trong này không có phiếu, nó không trúng thưởng rồi. Ôi, Hùng ơi, nhìn này, cả cái đống này không một cái nào có phiếu luôn. Ôi, như thế thì làm sao mà trúng được nhở? Này bạn ơi. Hả? Như thế này là như thế nào hả? Bạn giải thích đi. Như thế nào? Bây giờ hai bạn là không may mắn rồi, bây giờ lại đổ lỗi cho tớ là thế nào? Ơ, bạn nhá, bạn bảo là nhá, bóc ở trong cái phiếu này nhá, sẽ có những phần quà trên này mà chúng tớ bóc hết luôn. Làm gì có cái quà nào đâu. Thì có quà là còn gì? Quà gì? Quà là được kẹo cao su xong rồi được một cái phiếu là còn gì nữa. À, cái kẹo đấy là chúng tôi đã mua mất 1.000 rồi, nhưng mà bạn bảo là sẽ có quà tặng cơ mà. Cái nào cũng phiếu chúc may mắn lần sau hết. Bạn giải thích đi. Thật ra đấy là cái chiêu marketing của tớ thôi. Như thế thì tớ mới bán được kẹo cao su chứ. Chứ nếu mà không có quà thì tớ bán đâu được. Hả? Trời ơi, bạn Hùng ơi. Đấy, cứ bảo là may mắn cuối cùng có được gì đâu. Tất cả chỗ này có trúng thưởng đâu mà phần thưởng thì vẫn ở đây. Thế, đó là cái chiêu marketing của bạn đấy. Đấy. Thôi, từ nay mình không ra đây mình mua nữa. Từ nay tao không mua nhà bạn nữa đâu. Thôi, tôi về đây. Ờ, các bạn ơi, sao lại như thế được? Tự dưng lại trách tớ. Đấy là do các bạn tin tưởng vào sự may mắn quá thôi. Ờ, mua hàng cho tớ đi. Here we go.